Thôi thử ăn cục chưa? Đúng rồi. Để cái kim vô đây cho nó dễ tìm. Phải không con? Phải mụn đá không? Để dạ chị... mụn thôi chứ không phải mụn đá. À, mụn đen cũng to. Mụn đầu đen. Ừ. À, vô cô bên này cô khở được nè. Bên này cô thấy nhỏ 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 cô khở ra. Còn niềm to cô khở không được sợ nữa. Cái đèn lấy cho cô đỡ ngứa. Không, đỡ có chuyện mỗi lần tắm rồi khó chịu lắm. Cho cô đợi rồi thì cô thấy cô tưởng lúc rồi mà không phải. Ra được cục nữa chưa? Một cục nữa. Tám khó chịu nè. Kỳ kỳ cái gì ra sữa tám trời cận cận nó tưởng nó nút đùi đào qua nghe đó nó lấy gương nó so là không phải mà thấy mình những cá xí 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 cục khở ra không ra ngày nay chẳng to. Mỗi cái ta nhé mẹ bè. Dạ, gần xong rồi. Cô đi lấy ra. Đeo nó, đeo tay cho cục này nha. Cái này là mụn đá nữa hả con hả? Dạ. Đá một lần. Dạ, ngọc trai cô. Cô nuôi ngọc trai. Cô nuôi ngọc trai. Mình nhớ có ba cục thôi. Ba cục con mới thấy có hai cục. À, thôi, hư hai cục cũng được. Đau rồi. Không phải. Khó chịu. Cục đau
thấy rồi nè. Cô cái thấy rồi, từ cô. Hả, đừng còn kim cục nữa. Gặp cho mô. Đây cục nè, rồi cô nghe qua. Sắc cái cây chủ trách không? Chắc mình có được coi cái nữa không em? Coi video à? Không, em coi cái hộp mà mụn nữa kìa. Dạ có. Chị em nói cái gì? Nói gì chị nói hả? Thôi thêm trăm thôi. Ý là em nói là bình thường là ba nhưng mà chị là thấy là thấy trăm thôi. Nhà nào nếu mình xây máy à? Dạ em mua thì nó có kiểu như là nó có phần thô rồi. Thì em sửa lại thì 3 tỷ. Sửa lại thôi mà 3 tỷ à? Dạ. Hồi nãy em mua 7 tỷ mua cái nhà. Đi rộng em. Dạ 148 mét vuông lận. 148 mét vuông rồi. Dạ. Rộng. Rộng mà. Nhưng mà em thích ở trung tâm thì mua hiếm. Hiếm có nhà rộng. Đúng rồi. Tại vì trung tâm là nhà rộng khó có lắm. Đa số là ở trăm mấy chung là cao tay ấy. Hiếm nha, còn không phải là không. Họ bán là ít á. Nhà rộng mà họ bán là ít. Để họ ở nhiều. Mà giá em thấy cũng được. Mua trước Tết một tháng. Xí cho anh xem. Nhiều lắm. Coi sợ không? Đó, mày trúng cái gì đâu. Nên rỡ bức đỏ hết trơn. Gọi lên coi rồi. Xí đưa cho xem. Quay xa đi rằng thấy. Thấy gì ở bông nước muối em? Thank you.